Sử dụng sữa cao năng lượng thế nào cho đúng? Đối với các bé biếng ăn, suy dinh dưỡng, chậm tăng cân hoặc vừa mới ốm dậy thì các mẹ sẽ thường tìm cho con các dòng cao năng lượng nhằm mục đích là giúp con tăng cân nhanh và bắt kịp với đà tăng trưởng. Tuy nhiên, khi sử dụng các dòng sữa này thì các mẹ cần phải lưu ý rõ cách dùng và uống đúng liều lượng chứ không thể uống liên tục như các dòng sữa thông thường được. Mỗi loại sữa cao năng lượng sẽ đều có giới hạn số ml tối đa để sử dụng trong một ngày. Mẹ cần phải hiểu rõ trước khi cho bé dùng, thông thường là 5 đến 600ml sữa một ngày tùy từng loại sữa. Điều thứ hai cần phải lưu ý là sữa cao năng lượng không nên sử dụng liên tục và tràn lan. Mẹ nên dùng khi bé đã đạt đến mức cân nặng lý tưởng và sau đó có thể chuyển qua những dòng sữa thông thường. Mẹ nên cho bé uống sữa cách xa bữa ăn chính để bé không bị đầy bụng và chán ăn nha. Và một loại sữa cao năng lượng được rất nhiều mẹ bỉm sữa yêu thích đó chính là Pediasure của Úc. Đối với sữa này thì các mẹ chỉ nên cho bé để mình uống tối đa dưới 500ml một ngày thôi nha. Tại Min, Pediasure đang có đầy đủ cả dạng nước và dạng bột đều được bán rất chạy. Đặc biệt là dạng Pediasure nước này, các mẹ có thể mang cho con đi học, đi chơi để bổ sung năng lượng kịp thời và lại cực kỳ tiện lợi nữa. Mẹ có thể tham khảo ngay nha.